chiều nay 29.6. Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, Cần Thơ cho biết, bệnh viện đang điều trị tích cực cho 4 bệnh nhân bị tai nạn lao động, một bệnh nhân khác nhập viện chung với 4 bệnh nhân trên đã tử vong. Ảnh Minh Hòa trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 29.6, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân gồm N.H.T. 33 tuổi, N.C.N. 24 tuổi, N.V.P. 44 tuổi, N.V.M. 39 tuổi và P.V.D. 39 tuổi. Trong đó, bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng gãy nhiều xương sườn, tràn khí màng phổi, ngưng tim, ngưng thở và tử vong ngay sau đó. Trong 4 bệnh nhân còn lại có một người bị gãy xương sống, một người bị gãy xương đùi, một người bị đa chấn thương vùng đầu, mặt và một trường bị thương nhẹ. Hiện tại, 4 bệnh nhân đã được cố định ổ gãy, chụp phim, khâu chấn thương và được điều trị tích cực tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Riêng nạn nhân tử vong đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Một số bệnh nhân cho biết, khoảng 8 giờ cùng ngày, khi đang thi một công trình ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì giàn giáo bất ngờ lún, sập. Giàn giáo cao hơn mặt đất khoảng 3 mét thiết kế không ổn. Lúc xảy ra tai nạn, có một công nhân chưa đeo dây an toàn, kịp phóng ra ngoài nên bị thương nhẹ. Những người còn lại đều bị dây an toàn neo lại không nhảy ra được nên bị thương nặng, một công nhân kể lại. Vụ việc đang được